này, những căn này là nguyên một dãy này nha, là mình đã xây và cái thiết kế nó sẽ là như thế này luôn, chứ mình sẽ không có thay đổi thiết kế của cái dãy bên này nữa. Ở đây là đối với đây là diện tích khoảng bao nhiêu chị? Căn này là mấy nhỉ? Để em nhớ coi, nếu diện tích của cái dự án này của mình á, đa phần các căn diện tích sẽ tầm từ 250 cho đến là 360 mét vuông. Là diện tích của dự án á, sẽ tầm như vậy. Thiết kế chừa sân vườn phía trước. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, thiết kế chừa sân vườn và sẽ có hồ bơi nha anh. Thì ví dụ như dãy này là sẽ thiết kế là sân vườn và có hồ bơi. Ở đây á, là ở đây là ngang 12 ha. Ở đây thì mình thiết kế khoảng mấy phòng ngủ vậy? Căn này thì mình sẽ thiết kế ở trên là có một phòng ngủ, hai phòng ngủ, lên trên kia một phòng nữa là ba phòng ngủ nha. Dạ đúng rồi, và căn này là của mình ở trên này lầu, và ở trên kia là mình chỉ thiết kế một phòng ngủ ở bên và phía trước là khoảng sân thượng. Rất là đẹp, hồ bơi rất lớn nè. Dạ đúng rồi, hồ bơi rất lớn, và ở phía sau mình có một cái khoảng không gian vườn nhỏ ở phía sau nữa. Không gian vườn phía sau, nói chung nhà rất là toán chủ yếu là tầng. Đúng rồi. Và ở chỗ này mà nếu các anh có thể ở và trải nghiệm á, gió cực kỳ mát luôn. Đúng rồi, cực kỳ mát luôn. Ở đây gần biển mà. Dạ đúng rồi. Từ đây mình đi bộ cái biển hay là đi xe? Chỗ này á, nếu như mà ở trong khu này khi mà vận hành á, thì mình sẽ có xe buggy để ra biển, chứ mình sẽ đi theo đường số 3 ở bên kia để ra biển. Dạ đúng rồi, xe buggy á là cái xe lúc nãy mấy anh đang đi á. Dạ cái đường lớn lúc nãy ở phía đây ở kia á. Nó là một biệt thự sơn lập luôn không? Dạ. Phía sau có cảnh quan nè, rồi là bên hông lối đi luôn. Bên hông đó thì mình không đi được, mình cũng chỉ trồng cây bên đó thôi anh, mà lối đi của mình sẽ là lối bên này nha. Nhưng mà nó cũng thông thoáng là giống như. Dạ đúng rồi. Tức là sẽ thông thoáng. Tất cả là 3 phòng ngủ nha. À 3 phòng ngủ. Một thì anh có thể thấy là cái không gian của bếp và phòng khách của mình ở dưới này nó cũng rất rộng nha. À rất là đẹp phải không? Dạ. Cái đây là cái căn này gọi là biệt thự khi nãy đây nha. Thì nó sẽ có một mặt bên này là nó giáp với cái bên tường của bên kia nha. Xong lập. Dạ đúng rồi, chứ không phải lập, nhưng mà cái không gian ở phía bên đó sẽ có lối đi rồi vườn, sân vườn. Thì đối với những căn biệt thự á, những căn nào á mà mình đưa vào cho vận hành của Winham, mình ký cái hợp đồng với Winham, hợp đồng cho thuê á, thì mình sẽ không có chạy xe ở đây. Nhưng mà ở những cái căn mà ở phía khu MN, những cái căn mà mình không ký hợp đồng vận hành với Winham á, thì mình có thể chạy xe vào, khoảng mình sẽ có một lối riêng ở bên kia để chạy xe vào khoảng sân vườn. Dạ đúng rồi, với những căn mà vận hành á, những căn mà ký hợp đồng với Winham để vận hành thì mình sẽ chỉ đi xe điện thôi. Còn với những căn á, mà khách hàng mua để ở thôi, sẽ không ký hợp đồng vận hành ấy, thì sẽ có một lối riêng ở phía bên kia để mình đi xe hơi vào thẳng nhà, và sẽ có sân nhà, có chỗ để xe như vậy. À vậy hả? Dạ đúng ở rồi. Ở đây là dạng như là khi mà Winham nó vận hành á, thì có một năm có cho khoảng bao nhiêu ngày hay như thế nào để là khách hàng trải nghiệm và ở hay không? Dạ cái này thì có chứ anh. Tức là khi mà ký hợp đồng với Winham á, thì mình sẽ có cái là một năm khách hàng sẽ được bao nhiêu ngày đó để ở chỗ này. Và những cái dịch vụ của Winham thì khách hàng được trải nghiệm những cái đó luôn. Còn khách hàng không ký hợp đồng với Winham thì khi sử dụng những dịch vụ của Winham thì mình cũng sẽ được cái giá ưu đãi hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Có được cái giá ưu đãi hơn. Là những khách hàng không ký hợp đồng là sẽ được giá ưu đãi chứ không miễn phí nha. Nhưng những khách hàng mà ký hợp đồng với Winham là mình sẽ được trải nghiệm tất cả các. Cho mình hỏi của Winham luôn. Tất cả những cảnh quan ở đây á, là chủ đầu tư sẽ chăm sóc hết cho mình luôn. Dạ mình có chăm sóc cho anh. Tại vì khi mà mình ký hợp đồng thì cái việc mà vận hành á, thì sẽ là luôn. Cái giải mà bên mà không có hợp đồng dãy bên mà không có hợp đồng với Winham thì khi mà sử dụng dịch vụ của Winham thì ví dụ như là vệ sinh mà cần bên Winham dọn dẹp hay gì đúng không? Thì tất nhiên là phải trả phí. Đó là những cái dịch vụ của Winham khi sử dụng sẽ phải trả phí nhưng mà sẽ được cái giá ưu đãi hơn. Ví dụ như giá 100% mình có thể là được ưu đãi 15% hay sao đó kiểu vậy. Rồi. Nói chung là luôn luôn có Winham ở đây, họ sẽ là quản lý gần như là nguyên khu hết. Dạ đúng rồi, cả khu A và khu B của mình đều do Winham quản lý, Winham đang quản lý hết nha. Thì ở đây đối với những cái biệt thự song lập như vậy á, thì cái mức giá mơ của mình là khoảng bao nhiêu thì chủ đầu tư? Mức giá này á, thì em nghĩ là sẽ để bên các sếp trên á đưa thẳng lên cho sàn luôn để mình sẽ có cái thông tin chính thức. Tổng cái khu A này là khoảng bao nhiêu căn? Tổng khu A là 169 căn nha. 169 căn. Dạ đúng rồi, trong đó có những căn shop house nữa. Dạ. Thì mình sẽ có dãy A, dãy B và dãy P Q bên này là mặt tiền đường. Thì cái dãy A, dãy B nó sẽ là cái mặt tiền đường bên biển này của mình luôn. Cái shop house bao nhiêu mét vuông? Dạ cái shop house thì em nói là ở trong này thì cái diện tích của nó sẽ là tầm từ 250 đến 360 luôn á, thì shop house cũng tùy theo căn nữa. Thì cái này mình sẽ coi kỹ ở trên mặt bằng, thì còn diện tích của nó là anh cứ
từ 250 cho đến 360. Giống như là shop house nó xây khác cái này không? Nó xây bao nhiêu tầng? Nó xây khác. Xây bao nhiêu tầng? Tùy theo cái thiết kế mới đó, tại vì shop house bên đó là dương mình chưa xây xong mà. Tùy theo cái thiết kế mới. Chưa có thiết kế chính thức. Có thiết kế nhưng mà em sẽ chờ để bên kia thông tin chính thức cho đại lý, chứ em sẽ không nói trước những vấn đề này cho bên. Thì em chỉ đang nói về cái nhà mẫu hiện đang có sẵn thôi. Cái shop house để vừa làm nhà hàng vừa để nghỉ dưỡng luôn. Anh yên tâm là tuần sau thì chắc là mình sẽ có cái thông tin chính thức cho đại lý để sale đi nói chuyện với khách thôi. Nhưng mà ở shop house thì mình có thể tự do kinh doanh nhưng mà sẽ không được kinh doanh khách sạn. Ví dụ như là anh sẽ không được treo biển khách sạn hay là anh kiểu là đăng ký chính thức hay sau đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Winham Rent thì mình sẽ không được. Nhưng mà anh ví dụ anh cho thuê lẻ hay sau đó thì mình sẽ không ấy, nhưng mà anh sẽ không được treo biển nữa nha. Thì tất nhiên ngoài cái cho thuê về phòng thôi, còn ví dụ kinh doanh những cái sản phẩm khác, loại hình khác thì bình thường. Kinh doanh ăn uống spa hay là cái gì nó không phải là dịch vụ cho thuê nguyên căn giống như Winham ở đây. Nói chung là ở shop house thì mình sẽ là có dãy AB là nó ở ngay cái mặt tiền đường ven biển. Còn cái dãy, dạ đúng rồi, trục đường này luôn. Và một cái dãy ở phía bên này là mình ra cái trục đường số 3 là cái đường ra biển, là một dãy ở bên đó nữa. Mình có 3 dãy. Lúc đằng kia luôn đúng không? Dạ đúng rồi, là hướng bên kia là cái đường đó, là lúc nãy anh đi từ hướng kia lại là anh sẽ thấy một cái bảng Laguna đó đúng không? Thì cái đường đó là đường ra biển luôn á. Từ đây mình đi ra biển sẽ tầm khoảng là 700 đến 800 mét. Ra đi bộ mình đi cũng nhanh lắm, tại vì em đã thử đi bộ rồi, mình đi rất nhanh. Và buổi chiều ra ngắm hoàng hôn thì rất đẹp đấy. Biển ở đây thì có gì đẹp không? Anh phải tự trải nghiệm cơ, chứ còn em nói anh không thể nào anh tưởng tượng đâu. Thì nghe đâu là ở đây là khí hậu thời tiết nó mát hơn. Dạ đúng rồi. Ở những cái tỉnh khác. Buổi sáng hoặc buổi chiều anh đi ra biển đều cực kỳ mát luôn, và cái không khí rất trong lành nha. Cho mình hỏi tí xíu cái liên kết vùng á. Thì ở đây cái liên kết vùng khi mà mình đi đến chợ thì gần nhất là có chợ gì? Gần nhất ở đây sẽ là chợ Bình Châu anh. Gần đây mình sẽ có chợ Bình Châu nè, khu suối nước nóng Bình Châu nè. Cũng cách đây gần lắm, chợ Bình Châu chắc cũng tầm 1-2 km thì anh đi thẳng ra đây một đoạn là tới luôn á. Là tới chợ luôn á. Đúng rồi, suối nước nóng Bình Châu. Rồi nếu mà về cái khu vui chơi á thì anh biết là ở đây nó cũng gần so với là cái khu của Nova, khu vui chơi của Nova anh xây. Nova World. Dạ đúng rồi. Rồi suối nước nóng Bình Châu, rừng Phước Bửu, nói chung là ở đây rất gần luôn, mình đi đến cái tiện ích nào cũng gần hết. Và ở đây mình đi lại cảng cá cũng cách đây khoảng là 1,5 đến 2 km gì thôi. Và mua hải sản ở đó rất tươi nha. Hải sản ở đây rất là rẻ luôn. Đúng. Thì cho mình hỏi sơ tí xíu là khi mà ở đối với dự án này mình đi di chuyển về Sài Gòn á thì nó mất khoảng bao lâu và nó di chuyển lại có tiện lợi hay không? Về đường ở Nova đi đường ở chỗ này đi đến Sài Gòn thì khá tiện lợi luôn, vì anh cũng biết là bây giờ mình đi theo đường cao tốc đi xuống rồi. Và cái đường á thì đi thẳng một đường xuống chắc là từ Sài Gòn xuống đây anh nghĩ là khoảng 1:45 đến 2 giờ đó. 2 tiếng đồng hồ ha. Dạ đúng rồi. Đi qua những cánh rừng nguyên sinh và con đường ven biển rất là đẹp. Dạ đúng không? Rồi, đúng rồi. Rất là đẹp. Rồi ở đây thì mình kết nối lên đến hồ Tràm là có cái sân golf nè. Dạ. Casino nè. Dạ đúng rồi. Từ đây thì cách casino khoảng bao xa? Chắc là cũng tầm 2 đến 3 km. Cài. Rồi là mình tích hợp một tổ cái dưỡng nên gọi là nghỉ hợp dọc theo con đường đi. Đúng rồi. Mà xuống đây nghỉ dưỡng thì phải nói là cực kỳ thích quá tuyệt vời. Ở Sài Gòn xuống đây chỉ hơn một tiếng đồng hồ, chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà mình có thể nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, mua một cái căn biệt thự gọi là dinh thự. Dạ, đi tầm khoảng nói cho là đi khoảng 2 tiếng thôi á là mình một cái không gian hoàn toàn khác với Sài Gòn mình luôn ấy. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn vì cái sự chia sẻ về cái căn biệt thự. Lát nữa anh ra biển và anh sẽ cảm nhận cái không gian ngoài biển ấy của mình rất thích luôn. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.